attention. You know it's on, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you've got it all, believe it. So when you fog it up, oh, on, if you fog it up, eh, hey, yeah. Samina mina sankalewa, cause this is Africa. Samina mina, eh, hey, eh, waka waka, eh, hey, yeah. Samina mina sankalewa, this one's for Africa. Dù có những thời điểm chúng ta đã phải nín thở, đặc biệt là quả penalty của Quế Ngọc Hải, nhưng một lần nữa, các chiến binh sao vàng lại cho thấy ai mới thực sự là anh lớn của bóng đá Đông Nam Á lúc này. Bằng một trận thắng tuy không tưng bừng nhưng vẫn cho thấy độ tinh quái và sự khéo léo của các cầu thủ Việt Nam trước những chú hổ Malay. Vậy trận đấu này đem lại cho Việt Nam những gì? Đâu là những điểm nổi bật nhất trong chiến thắng có phần kịch tính này? Ngoại bình chưa chắc đã tốt. Đem đến UAE một đội hình gồm toàn những ngoại bình chất lượng như Liridon, Krasniqi, Samuel Somerville, Junior Astar hay ở hai tiền đạo là Guillaume de Paula, tác giả của bàn thắng từ chấm phạt đền. Nhưng những gì Malaysia thể hiện chỉ là sự bạc nhược và không mang ý. Cụ thể, các cầu thủ Malaysia chỉ tung ra được 9 cú sút, trong đó có 4 đi trúng đích. Tệ hơn, họ phải nhờ tới một pha phạm lỗi có phần đáng trách của Đoàn Văn Hậu để có được bàn thắng từ chấm phạt đền của mình tỷ số. Một thành tích có thể được xem là tệ với một đội bóng đã đầu tư rất nhiều cho đội hình, đặc biệt là ở hàng tiền đạo, với toàn những cầu thủ nhập tịch có máu mặt. Tuy nhiên, cũng phải công nhận một điều, đó là các cầu thủ Malaysia bạc nhược một thì hàng thủ của chúng ta kiên cường 10. Thực sự, ngoài pha phạm lỗi của Văn Hậu dẫn đến quả 11m, có thể nói hàng phòng ngự Việt Nam đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, đặc biệt là thủ thành Bùi Tấn Trường, người đã cho thấy tài nghệ bắt bóng và đoán hướng bóng cực kỳ chuẩn xác của mình trước các cú sút của đội bạn. Sự tinh quái của Văn Toàn. Đã có rất nhiều bài viết, có rất nhiều dẫn chứng được nêu ra để làm nên cho sự xuất sắc của Văn Toàn trong những trận đấu gần đây. Tuy nhiên, một lần nữa, Văn Toàn lại khiến người ta nhắc đến mình ở trận đấu này. Cũng như trường hợp Indonesia, chúng ta vẫn thấy được những tình huống bứt tốc cực kỳ sung mãn và nhanh nhẹn của số 9. Như pha đi bóng khiến chúng ta nhớ về Torres một thời của Liverpool, thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ người Tây Ban Nha. Cũng giống với T9 của Tây Ban Nha một thời, T9 của Việt Nam đã cho thấy chúng ta có thể tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Cụ thể là ở tình huống Văn Toàn ngã một cách khéo léo trong vòng cấm. Cụ thể, sau khi nhận được bóng trong vòng cấm Malaysia, Văn Toàn dường như đã cảm nhận được cái chân của đối phương va vào gót của mình. Ngay lập tức, anh ngã xuống sân. Nhờ đó, trọng tài Sato cho chúng ta một quả penalty cực kỳ quý giá ở phút 83. Đây được xem là một tấm vé sống còn với đội tuyển Việt Nam, dù không thể một lần nữa ghi bàn trước đấu vòng loại World Cup. Nhưng có thể nói, tiền đạo của Hoàng Gia Lai một lần nữa để lại trong lòng người hâm mộ ấn tượng cực kỳ sâu đậm, không chỉ bởi khả năng đi bóng tài tình, tốc độ vượt trội hay khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, mà còn bởi sự tinh quái và khả năng tạo ra những khoảnh khắc quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Có thể nói, pha bóng này của Văn Toàn cũng quan trọng chẳng kém gì pha đi bóng từ phần sân nhà sang phần sân Barcelona, vượt qua Victor Valdes ghi bàn vào lưới Barca mà Torres đã thực hiện cách đây 9 năm trên sân Camp Nou. Bởi lẽ, bàn thắng này của Việt Nam đã tiếp thêm động lực cho các chiến binh sao vàng trong những phút còn lại của trận đấu. Đồng thời, khi các cầu thủ Malaysia gặp thêm rất nhiều áp lực về mặt tâm lý, từ đó khi họ sụp đổ trong những phút cuối trận. Bản lĩnh đội trưởng của Quế Ngọc Hải. Trước trận đấu này, chúng ta đều sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe đến cái tên Hải Quế trong danh sách ra sân. Bởi lẽ, anh chính là hòn đá tảng, là linh hồn, là đội trưởng và là chỗ dựa vững chắc và là Ramos của Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên, những gì chúng ta được chứng kiến trên sân Al Maktoum có lẽ còn vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Quế Ngọc Hải không chỉ cho thấy sự hiệu quả ở những tình huống phòng thủ, anh còn cho thấy sự hiệu quả của mình trong các pha tấn công. Như trên hết, đó là sự lạnh lùng của trung vệ đội trưởng người Nghệ An trên chấm penalty. Có thể nói, bàn thắng trên chấm 11m của Quế Ngọc Hải trở thành liều thuốc tinh thần cực kỳ lớn, giúp chúng ta vượt qua được những ức chế sau bàn thua có phần ngớ ngẩn cũng từ chấm penalty. Nhưng trên hết, nó cho thấy sự lạnh lùng và quyết đoán của Quế Ngọc Hải trong các tình huống đá bên, một điều khiến chúng ta nghĩ ngay đến Bruno Fernandes của Man United mùa giải vừa qua. Đã nhiều lần chúng ta nói về sự xuất sắc và lạnh lùng của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, sau trận đấu tối hôm qua, chúng ta một lần nữa dành những lời khen ngợi cho hòn đá tảng người Nghệ An. Bởi lẽ, chính anh là người đã giúp chúng ta có được bàn thắng đầy quý giá ở phút quyết định của trận đấu. Một bàn thắng không chỉ mang về ý nghĩa giải tỏa, mà còn cho cá nhân Văn Hậu. Nhưng trên hết, chúng ta một lần nữa phải cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã luôn trao cho Quế Ngọc Hải niềm tin và cơ hội thể hiện mình, bất chấp những lầm lỗi mà anh đã gây ra cách đây hơn 6 năm trước với anh Khoa của Đà Nẵng. Để rồi, trong đêm hôm qua, Quế Ngọc Hải một lần nữa trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam. Bùi Tấn Trường đã chứng minh ông Park đúng. Như đã nêu ở trên, hàng thủ Việt Nam đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc trước đại diện đến từ khu vực.
đặc biệt là trong khung gỗ. Có thể nói, việc Paul Hauser gọi bộ tứ trường liên tuyển quốc gia ở đợt tập trung này là một quyết định có phần mạo hiểm, nhất là khi xét đến độ tuổi của cầu thủ người Đồng Tháp, cũng như việc anh từng để thủng lưới trước Malaysia. Tuy nhiên, cũng giống như Quế Ngọc Hải, thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã cho chúng ta thấy ông Park biết cách nhìn người như thế nào. Bằng tài nghệ của mình, thủ môn người Đồng Tháp đã cho thấy anh chính là chốt chặn vững chãi nhất trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Qua đó cũng cho thấy tuổi tác chưa bao giờ là thứ ngăn cản tấn trường tỏa sáng. Trận thắng này thật sự là một trận thắng có ý nghĩa to lớn với cá nhân bùi tấn trường, bởi lẽ nó như một màn phục thù của anh đối với Malaysia. Nền bóng đá từ khiến tấn trường không tức tưởi trước khung gỗ cách đây 12 năm trên đất Lào ở SEA Games 2009. Ông vua Đông Nam Á tiếp tục là Việt Nam. Với việc ba đội bóng Đông Nam Á lọt vào cùng màn đấu này là Malaysia, Thái Lan và Indonesia, lần lượt nỗ lực chia tay với vòng loại thứ hai của World Cup, Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn nguyên cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba với vị trí nhất bảng G. Một thành tích lịch sử không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn cả với nền bóng đá Đông Nam Á. Có thể nói, chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế ông lớn khu vực của Việt Nam trong những năm gần đây. Bởi lẽ, ở vòng loại World Cup năm nay, chưa một đội bóng nào thuộc khu vực Đông Nam Á có được vị trí đầu bảng. Qua đó cũng cho thấy đẳng cấp của huấn luyện viên Paul Hauser, người từng cùng với huấn luyện viên Gus Hiddink đưa Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Dù không thể nói trước được điều gì trước lượt trận cuối cùng, thậm chí sẽ có phần viển vông khi mà ông huấn luyện viên Paul Hauser lập được thành công trong chuyến hành trình kỳ diệu mà ông đã thực hiện cùng với Gus Hiddink cách đây 19 năm. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể mơ về một điều gì đó tương tự ở vòng chung kết World Cup năm sau, nhất là khi các chiến binh sao vàng đã tiệm cận với các đối thủ xương xó nhất của khu vực Tây Á như UAE, Qatar hay Jordan trong những năm gần đây. Thắng trận đấu này, chúng ta đã tiến gần hơn đến với vòng loại thứ ba World Cup, một thành công ngoài sức mong đợi của các chiến binh sao vàng. Và một lần nữa, trân trọng biết ơn huấn luyện viên Paul Hauser với những gì mà ông đã làm được cho bóng đá Việt trong gần 4 năm qua, đặc biệt là ở chiến dịch U23 châu Á trên đất Thường Châu, AFF 2018, SEA Games 2019 và rất nhiều những giá trị vô hình và vô giá khác mà ông đã mang đến. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing.